Ok, hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Mình là Vi Hoàng và hôm nay mình sẽ chơi game Candy Crush Saga. Hôm nay mình sẽ chơi tiếp phần Soul Dash Swap. Ok, hồi nãy mình mới thắng được cái gì ta? Để mình xem lại. Cái Spy Ray phần cuối, tức là Pop Side Planet. Cho nên mình đã lấy được một khá là nhiều đồ ngon, nhất là 6 tiếng dùng Warp, 6 tiếng dùng Colorbomb cộng một Warp Candy and Stripe Candy. Ok, go. Ok, có vẻ dễ. Không, mở hết luôn rồi. Là mau. Tiếp nè. Ok, cá đã chạy. Cá đã bơi và coconut candy cũng chạy. Không biết chạy lên chạy xuống. Chạy lên nè. Chạy xuống ngon rồi. Còn lại 13 lượt, 12 lượt, 11 lượt, 10 lượt. Ok, còn là 3 lượt đi. Đây. Năm lượt còn lại. 4 3 2 1 Úf. Để xem. Không thể ăn được nếu mình dùng này. Ta đập luôn liền mau thấy. Ok. Ok. Next level. 419. Một level về hoàn thành nhiệm vụ. Thoạt nhìn trông vị dễ nhưng mà không biết có dễ hay không. 2 color bomb. 100 màu cam. Và cái UFO. Chắc chắn đây là cái UFO rồi. Nhưng mà mình chưa từng dùng nó. Thôi cũng dùng color bomb rồi. Không biết trong UFO nó sẽ có cái giống gì vậy. Để mình sẽ thử xem. Để xem. Đây. Rồi. Để mình di chuyển. Ồ, thế cũng được ạ. Ồ, tạo vùng. Ok, một cái vũ ô sẽ tạo ba cái Warp Candy. Mình đã hiểu rồi. Rồi quy định cho người. Một cam, chưa đủ một cam. Còn nhiều hết nữa. Ok, bay luôn tao là bao. Hai mươi tám cái màu cam nữa. 25, 22 cái. 20, 19 cái chứ. 16 cái nữa. Ui giời ơi, dễ. Game này dễ. Chỉ có vài level là chơi không qua thôi.
14 được, còn lại cũng có 14 màu cam còn lại. Ok, AZ thắng rồi. Yeah. Ồ, tưởng đâu cục màu xanh nó không mở luôn chứ. Ok. Yes. Next level 420, một level về Jelly. Go. Cái giống gì đây? Thôi cho nổ đây. Ồ, được, một mớ. Thế là được một mớ cây... cái gì đây, sô cô la, nổ được mớ sô cô la ngon. Ok, đây. Yes. Cuối cùng cũng mở được cái sô cô la này. Sô cô la mà cũng khóa nữa thôi chứ. Thế là bày hết sô cô la nhé. Ô, vẫn còn một cái sống sót này. Mà tôi cũng cho bày luôn. Một level 5 màu kẹo. Giờ mới để ý. Ôi. Để xem. Lần này thắng rồi. Nó ăn ở những chỗ mà mình định move không. Đây. Còn lại 11 lượt. Ok. Thắng rồi. Yes. Bè sao không thì không biết. Chứ mà còn 9 lượt rồi thì khó đủ điểm làm bè sao. Ok, vẫn đủ điểm làm bè sao. Quá ngon. Ok. Next level 421. Một level hoàn thành nhiệm vụ. Ở trong đây có gì thì... Ok, lại là cặp. Một level cặp... 5 cặp. Tạo cặp đầu tiên là dễ rồi đấy. Này. Chưa. Còn là bom để làm gì. Ok. Ok, thế là cặp đầu tiên. Thế là được cặp thứ hai. Thế là được cặp thứ ba. Oh no, bay màu rồi. Bay màu rồi. Bay màu rồi. Ôi, tiếp. Tiếp này. Oh, vẫn còn. Vẫn còn thứ sống sót đây này. Ok, lần này thắng rồi. Yes. Dễ. Game này dễ. Ok. Vẫn được be sao như thường. Yes. Ok, next level 422, một level về hạt dẻ và cherry. Ở bên level này chỉ có cherry thôi. Hmm.
phải làm vỡ vỡ color bomb. Oh, cái này combat rồi. Yes, unlock được rồi. Ok, đá đầu tiên. Lần này thì dùng ok, trái thứ hai. Lần này thì dùng xanh lá. Ok. Lần này thì win luôn, trái thứ ba. Yes. Yeah. Ồ, nổ. Ok, lấy được cục custom candy cuối cùng. Hay, yes. Next level 423, một level về hoàn thành nhiệm vụ. Ok, 20 cặp à. Có vẻ dễ. Giờ còn còn 19 cái nữa. 18, 17. Ok. Ok, color bomb dùng với cái này là yes. Thắng chắc rồi. Với 9 cộng 3 12 cái. Ờ, 9 cộng 6 15 cái. Vì là còn 6 cái. Ok, thắng rồi. Game này dễ. Ok, win. Còn vui tới tận 43 lượt. Ok. Next level 424, một level về Zali. Go. Đây. Wow. Tiếng Zali bị ăn. Tiếng Zali bị ăn nhìn nghe chói tai quá. Còn 40 lượt nữa. 39, 38, 37. Hình như cái level UFO nó, cái cục UFO nó ra đúng một lần. Kể từ đó là tôi không thấy cái cục đó ở đâu nữa. Là nào? Hình như là cái level 420 hay sao, không nhớ. Ok, 8 lượt, 7 lượt, 6 lượt. Quay 5 lượt còn lại. 4, 3 lượt và color bomb. Yes. 2 lượt và rush lên đi. Nãy ngộ. Nhưng mà vẫn chưa có xóa bỏ được cái lớp ở trong cùng. Color bomb nữa nè. Lần này là xóa thật đấy. Chỉ xóa được một bên thôi. Mà kệ, nổ một bên rồi cũng được một mới theo đi rồi. Yes. Ok, còn một bên nữa. Ok, bên còn lại vẫn chưa bị xóa.
do lượng kẹo thiếu hụt. Lờ mèo. Ok. Mười một lượt. Mười lượt chứ. 9 lượt. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Ai no, no 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 no. Cái này éo ổ. 2 lượt. 1. Và cũng thua thôi. Ok. Mình cứ tưởng là sẽ thắng tên ơi, nhưng mà vẫn thua. Ok, recharge this. Play. Go. Combo bên này. Vì sao thì nó cũng không thể cho bay màu được cục colorbon. Cho nên không ra cả. Wow, nữa à. Quay. Ok. Dinner biến mất rồi. Một chưa xuống à. Ok, mất luôn rồi. Ok. Còn 29 lượt. 28 lượt. 27. Lộc. Jelly. Mình tính nhầm Jelly rồi. Thật ra là còn tới tận 33 lượt. Rồi, đây. Hai mươi sáu lượt còn lại. 25. 24. 23. 22 lượt còn lại. 21. 20. Càng đấy. Ok, có cặp rồi. Nổ được cái bánh đầu tiên. Tục. Còn cái bánh còn lại. Đây. Rồi, bánh chưa đây như vậy. Ok. 2. 1. No. 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 Còn đúng ai Jelly. Ok. Hy vọng lần này mình qua. Đây. Rồi. Đây. Còn đủ một miếng nữa.
Đây 35 lượt còn lại. 34 33 32 27 lượt còn lại. đây xuống được rồi. Nổ cái hai cái. Yes. Còn là bom cũng bay luôn. Ok, 24 lượt còn lại. Rồi thắng cao rồi. 21 lượt. 20 lượt. 19. 18. 17. 16. 15. 14 lượt. 13 lượt. 12 lượt. Oi. Đây. Ok, con là bò. Nổ. 9 lượt còn lại. Như này mà không win nữa thì chắc nghĩ em được. Ok, con là bò. 5 lượt. Win. Yes. Được còn lại, hy vọng là thắng. Lòng hy vọng là được 3 sao. Ok, vẫn đủ điểm là 3 sao. Yes. Ok, next level. Level 425, level cuối cùng của ngày hôm nay. Mình làm cái phần này hơi bị nhanh luôn ấy. Kappa. Nhất là lập cặp Grab Candy và cặp Grab Candy và cái Strike Candy. Cặp này khá khó là tại sao nó lại ra màu xanh vậy? Nó không ra cái kiểu này. Ho. 24 lượt còn lại. 24. Vẫn chưa có cái thứ gọi là Brock Candy tạo ra. Vẫn chưa tạo được Brock Candy. Càng cực. Còn là bom là béo nha. Please. Khó ăn rồi đây. Tasty. Ôi, nổ nhầm màu tím rồi. Cục Grab Candy duy nhất của level này. Đây, cái cục Grab Candy đầu tiên được tạo ra. 11 lượt còn lại. 10. Oi. No. Ok, cặp đầu tiên. 7 lượt còn lại. Bằng một cách nào đó hãy tạo ra một thêm hai cặp nữa trong vòng 6 lượt. Có nghĩa là mình chỉ có 4 lượt để tạo ra cặp. 2 lượt dùng để phát cặp. 4
3. Tao nghĩ đi. Hết hy vọng rồi, hai lượt còn lại nhưng vẫn chưa có cạnh. Ôi lại lần nữa nè, hy vọng lần này làm được. Đây con lo bon cho màu đỏ đi. Tại sao nó lại ra kẹo màu xanh chứ? Thiệt. Tasty. Ok. Ok, nó hiệu quả. Vừa nói nó hiệu quả xong nó lại biến mất. Ok, thế này cũng được. Một quả rác candy khác. Đây. Ôi. Mười bảy lượt. Rồi 19 lượt còn lại. Đây. Ôi. Úp. Nữa à. Vừa rắc cái đi khác khó làm đấy, nhưng mà nó nếu tạo ra thời gian một cục thì như không. 11 cục, 19, 8, off. Được. Ok, thắng. Yes, finally. Cuối cùng mình cũng để làm được. Hình như là cái chức năng nhận cúp bạc cúp vàng mà nó mất hết rồi sao? Chứ nếu bình thường là chắc chắn mình đã lụm được cúp bạc rồi. Để xem, thắng 12 lần trong một lượt sẽ nhận được cúp vàng. Tức là mình chia được thua 3 level. Mình không chơi tiếp đâu vì đã kết thúc phần của mình rồi. Ok, vậy là nhận cúp vàng. Nếu có cúp thì mình sẽ nhận cúp bạc. Bây giờ cái cúp nó biến mất rồi, cho nên mình sẽ kết thúc video này cả nhà. Nếu các bạn thích series này của mình thì hãy để lại một like, một share. Và nếu các bạn chưa đăng ký kênh của mình thì hãy nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào nút chuông để nhận thông báo mới nhất về video của mình. Bye bye. À quên, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Bye bye.